cánh cửa mở ra lối vào thực tại. Có khi nào bạn nằm trên bãi cỏ rồi đưa mắt lên trời ngắm nhìn mây trắng trời xanh? Không gian bao la bên trên thật thanh thang, và thỉnh thoảng có một vài chú chim bay lướt qua khung trời bao la ấy một cách tự do, bình an. Giây phút ấy, bạn đang thật sự hiện hữu, bạn đang thật sự có mặt. Ý thức của bạn về những gì đang diễn ra thật trọn vẹn. Tâm trí lao sao dừng bặt, nhưng sự tĩnh lặng nhận biết thì sáng ngời. Nếu trong cuộc đời bạn có ít nhất một lần trải nghiệm điều này, thì có nghĩa là cánh cửa mở ra lối vào thực tại, lối vào thiền, lối vào con người chân thật của bạn đã hiển lộ.